Hôm 19 tháng 10, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã đến một cảng cá gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima để lấy mẫu cá và nước biển. Đây là lần đầu tiên IAEA thị sát khu Fukushima kể từ khi Nhật Bản bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân ra biển vào tháng 8. Các nhà quan sát khoa học từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada đã cùng IAEA thu thập các mẫu cá tươi được chuyển từ tàu đến cảng cá Hisanohama ở quận Fukushima của Nhật Bản. Tôi nghĩ mọi thứ rất công khai và minh bạch vì chúng tôi có thể quan sát được tất cả quy trình lấy mẫu cá và nước biển. Các mẫu sẽ được chuyển đến một trung tâm nghiên cứu ở tỉnh Chiba. Đồng thời, các phòng thí nghiệm của nhiều quốc gia cũng sẽ nhận mẫu nước này để thử nghiệm riêng biệt. IAEA sẽ công bố một báo cáo toàn diện, bao gồm các kết quả thử nghiệm từ mỗi phòng thí nghiệm. Nhóm chúng tôi sẽ được xem mọi khía cạnh của quy trình này. Họ cũng sẽ đi cùng chúng tôi đến phòng thí nghiệm trong vài ngày tới để xem các mẫu được chuẩn bị như thế nào. Việc Nhật Bản xả nước từ nhà máy điện Fukushima ra Thái Bình Dương đã khiến Trung Quốc ra quyết định cấm nhập khẩu tất cả các loại hải sản từ Nhật Bản. Nga gần đây cũng nói rằng Nhật Bản không đủ minh bạch về loại nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý được đổ ra biển. Tuy nhiên, Nhật Bản và Mỹ đều cho là quan điểm này không có căn cứ.